cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần tin tức buổi tối của SET. Và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, Việt Nam có thể sáng ngôi Trung Cộng trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai gần đây. Thành tích kinh tế đầy tích cực của Việt Nam trong những năm gần đây khiến cho giới truyền thông quốc tế nhận định rằng Việt Nam có thể thay thế Trung Cộng để trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai gần đây. COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương của Trung Cộng như là ở tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải, khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Trong khi đó, các dự kiện thế giới Tam Cá Nguyệt 1 năm 2022 của Việt Nam lại cho thấy bức tranh tổng thể đầy hứa hẹn, kể cả khi nguy cơ đại dịch vẫn còn hiện hữu. Dự kiện mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy rằng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5.03% trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất của năm 2022 so với cùng thời gian năm ngoái, vượt qua Trung Cộng với mức tăng chỉ đạt 4.8%. Kính thưa quý vị, ngoài ra, nguồn thu từ hoạt động thương mại ngoại quốc của Việt Nam đã đạt ở mức là 176.35 tỷ Mỹ Kim trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất, tăng 14.4% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị, trong khi đó, nguồn thu từ hoạt động ngoại thương trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất năm 2022 của Trung Cộng chỉ tăng 10.7% tính theo đồng nhân dân tệ. Hơn nữa thì các nhà đầu tư ngoại quốc và các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoại quốc khác đang mạnh dạn rót tiền vào thị trường Việt Nam. Mới đây, báo chí Việt Nam đã đưa tin về việc đại tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành đầu tư hàng tỷ Mỹ Kim vào việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam sau khi rút lui khỏi thị trường Vương quốc Anh. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tăng trưởng không ngừng kể từ năm 2018, với thặng dư thương mại tăng từ 63 tỷ Mỹ Kim năm 2020 lên 81 tỷ Mỹ Kim năm 2021, đạt ở mức cao nhất từ trước cho đến nay. Quay sang một bản tin khác, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị kỷ luật tin đến từ Việt Nam. Theo báo Việt Times, vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 loan tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đề nghị ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam, giải quyết kỷ luật hành chính đối với ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cùng ông Lê Tiến Phương và ông Nguyễn Ngọc Hai đều là cựu chủ tịch tỉnh. Ngoài ba người nói trên, thì còn có một số viên chức, cựu viên chức tỉnh Bình Thuận cũng bị đề nghị kỷ luật. Trước đó, ông Lê Tuấn Phong đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Còn ông Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, bị Ủy ban tỉnh Bình Thuận đề nghị ông Chính xem xét giải quyết kỷ luật hành chính ở mức khiển trách. Ông Lê Tiến Phương và ông Nguyễn Ngọc Hai đã về hưu bị đề nghị xóa tư cách chức vụ trong bộ máy cầm quyền trước đây. Quý vị rất thân mến, trước đó thì vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Hai cùng 4 đồng phạm đã bị công an bắt về tội vi phạm quy định về cai quản sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát số 2, kính thưa quý vị. Sau một bản tin khác, nhiều người dân bị ép chích ngừa vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư tin đến từ Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 6 năm 2022 loan tin, người dân ở nhiều địa phương đã và đang bị nhà cầm quyền tỉnh ép chích ngừa vaccine phòng chống COVID-19 mũi thứ tư với nhiều chiêu trò khác nhau. Tại Sài Gòn, nhà cầm quyền thành phố bắt người dân phải viết cam kết chịu trách nhiệm nếu không chịu chích ngừa mũi vaccine thứ tư sau thời gian nhắn tin, vận động người dân đi chích ngừa mũi thứ tư. Ông viên chức Cộng sản cấp phường ở Sài Gòn cho biết, hầu hết người dân đã ủng hộ mũi chích ngừa thứ ba, nhưng đến mũi thứ tư thì chỉ còn một ít người ủng hộ. Một lãnh đạo CDC thành phố thông tin, trước mắt ngành y tế sẽ vận động để người dân chích ngừa mũi thứ tư, còn ai không chích ngừa sẽ bị yêu cầu viết cam kết. Ngoài Sài Gòn thì nhà cầm quyền ở nhiều nơi khác cũng ép người dân chích ngừa mũi thứ tư, như là Ủy ban Nhân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng thông báo nếu người dân không chích ngừa thì đề nghị các ủy ban xã, thị trấn phải thực hiện các biện pháp không cho phép đi ra khỏi nơi ở, không được tham gia nơi công cộng. Thưa vì trước đó thì ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Việt Nam đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc chích ngừa mũi thứ tư.
Việc này nhà cầm quyền ép người dân chích ngừa mũi thứ 4, trong khi tình hình dịch đã giảm mạnh, nhiều người chích ngừa mũi thứ 3 bị tác dụng phụ và nhiều lô vaccine đã hết hạn sử dụng trong được ngành y tế tự ý ra hạn thêm, khiến cho dư luận cho rằng việc ép người dân chích ngừa không phải là nhà cầm quyền lo cho sức khỏe của dân, mà có thể vì mục đích đen tối ẩn đằng sau, như là vụ ép người dân đi test COVID-19 mỗi ngày như là năm 2021 để nhằm tiêu thụ kit test của công ty Việt Á. Quay sang một bản tin khác, Starbucks đóng cửa chi nhánh thứ 3 tại Việt Nam. Quý vị rất thân mến, mới đây Starbucks Việt Nam thông báo rằng cửa hàng Starbucks đầu tiên của chuỗi đồ uống nổi tiếng này tại thủ đô Hà Nội, Starbucks Lan Viên, sẽ chính thức đóng cửa từ đầu tháng 7. Năm ngoái, chuỗi cà phê này đóng cửa một nhà hàng khác ở quận Hoàng Kiếm và một cửa hàng ở quận số 1 Sài Gòn. Bà Patricia Marcus, giám đốc điều hành Starbucks Việt Nam, cho biết hồi đầu năm rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc mở rộng số lượng hàng tại Việt Nam do gặp phải khó khăn trong việc đàm phán giá thuê mặt bằng. Tuy nhiên, công ty sẽ tiếp tục mở rộng tại thị trường Việt Nam bằng cách tập trung vào các khu đô thị mới, nơi mà chưa có nhiều dịch vụ xung quanh. Bà cũng cho biết Starbucks nhận thấy khách hàng có xu hướng đặt đồ uống mang đi nhiều hơn tại các quận trung tâm. Vì vậy, họ đang xem xét mở cửa các cửa hàng thật nhỏ, gọn để khách hàng có thể ghé mua và lấy đồ uống ngay lập tức. Quý vị rất thân mến, Starbucks có 78 cửa hàng trên toàn Việt Nam, trong khi đối thủ của họ là Highlands Coffees có 500 và The Coffee House có 156 chi nhánh. Đại dịch COVID-19 buộc một số chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa do doanh thu sụt giảm. The Coffee House đóng cửa hơn 20 cửa hàng vào năm ngoái, trong khi đó Suya Garden đã đóng cửa hàng cuối cùng ở Sài Gòn. Và Suya Garden vẫn có 8 cửa hàng tại Hà Nội, kính thưa quý vị. Một tin rất là đáng thương khi mà một thực tập sinh đã bị truy tố vì gây ra cái chết của con gái mới lọt lòng. Dương Thị Vượt là một phụ nữ Việt Nam sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ thuật, bị bắt và xét xử tại tòa án quận Hiroshima về tội giết đứa con sơ sinh của mình vì tin vào lời đồn rằng thực tập sinh ngoại quốc sẽ bị trục xuất nếu mang thai. Dương Thị Vượt là một bà mẹ đơn thân 27 tuổi đến Nhật Bản cách đây khoảng 2 năm rưỡi để kiếm tiền nuôi một con gái nhỏ Việt Nam của mình. Dương lâm vào cảnh nợ nần vì phải trả một khoản tiền môi giới để tham gia chương trình thực tập. Hàng tháng dư gửi gần 90% tiền lương khoảng 100.000 yen, tức là 750 Mỹ Kim, về cho gia đình ở Việt Nam. Dương có một người bạn trai ở Nhật Bản, nhưng người này biến mất sau khi biết rằng cô đã mang thai. Quý vị rất thân mến, Dương khai trước tòa rằng cô ngại hỏi ý kiến của những người thân cận vì sợ sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Dương đến bệnh viện ở Higashi Hiroshima 2 lần. Một lần để phá thai và lần thứ hai để hỏi ý kiến bác sĩ về việc sinh nở nhưng bị từ chối dịch vụ y tế cả hai lần vì không có thông dịch viên tại bệnh viện. Dương cho đi cái bụng ngày càng lớn và tiếp tục làm việc. Vào tháng 11 năm 2020, Dương sinh một bé gái. Vì lo lắng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh bị nghe thấy, Dương bịt miệng con bằng băng keo khiến cho đứa trẻ tử vong. Kính thưa vị, Dương chôn xác con trong một khuôn viên ký túc xá. Bị cáo Dương bị truy tố về tội coi thường trách nhiệm giám hộ dẫn đến tử vong. Dương thừa nhận các cáo buộc trong phiên điều trần đầu tiên. Bị cáo xin lỗi đứa con thơ đã chết của mình khi kết thúc phiên điều trần. Kính thưa vị, nghẹn ngào, Dương cầu xin sự tha thứ và nói thêm rằng cô luôn nghĩ về đứa con của mình, kính thưa quý vị. Xin quý vị tiếp tục với băng tần của SET, Thúy Phượng sẽ quay trở lại với những bản tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.